Xin chào các bạn. Hiện tại bên công ty mình đang có rất là nhiều công việc để hỗ trợ cho các bạn đi CU mới và chuyển việc. Ví dụ hiện tại mình đang có công việc đó là làm chung công ty chuyên về dọn dẹp vệ sinh. Công ty thì có địa điểm tại Kanagawa Ken, số lượng tuyển 2 bạn. Thời gian làm việc từ 9 giờ cho tới 18 giờ và lương thì khởi điểm từ 20 man cho tới 28 man, tùy thuộc vào theo năng lực và trách nhiệm của các bạn. Tất cả các chế độ sẽ được hưởng theo chế độ của CCN bình thường. Và chi tiết về nội dung công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan đến visa thì các bạn hãy đến tham gia buổi sesame kai của bên công ty mình để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Buổi sesame kai của bên công ty mình thì sẽ được tổ chức hàng ngày vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi ngày thì bên công ty mình sẽ giới thiệu vào hơn 20 công ty, đầy đủ các ngành nghề lĩnh vực để cho các bạn lựa chọn, và sau khi kết thúc buổi sesame kai thì các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp. Nếu bạn nào quan tâm đến công việc thì hãy đến tham gia buổi sesame kai của bên công ty mình hoặc là gọi vào số 0362068058 để được hỗ trợ tư vấn nhé. Cảm ơn các bạn.